nhấn đăng ký kênh 23 để được 100.000 sub nhé. Hello anh em, đây là 23 Rewind và mình là 307. Anh em biết đấy, Dota 2 là một trong những tựa game mà có tuổi đời lên tới 2 con số. Và những team huyền thoại của tựa game này thì cũng có thể đếm được trên 2 bàn tay. Anh em biết rằng là ở thời điểm TI1 thì cũng có những cái team mà đã trở nên nổi tiếng như là Na'Vi. Còn có những team mà tận 2 năm trở lại đây thì họ mới trở thành huyền thoại của những huyền thoại. Và thời điểm để mà họ bắt đầu trở thành huyền thoại đó là trận chung kết tổng của The International năm 2018. Tôi đang được xem cái gì đây? Tôi đang được chứng kiến cái gì đây? Ngày 26 tháng 8 năm 2018, trận đấu chung kết tổng của The International năm 2018 bắt đầu bằng những đánh giá không mấy hay ho về team OG. Người ta bảo rằng OG là team may mắn nhất của mùa TI năm ấy, còn PSG LGD là những kẻ mạnh tuyệt đối. Nhưng mọi chuyện gần như đổi chiều 180 độ khi BO5 kéo dài tới 5 game cho cả OG và PSG LGD. Cuối cùng thì OG mới là những người cầm trên tay khiên Aegis. Cùng nhau trở lại với Dota 2 Patch 7.19 để theo dõi game đấu cuối cùng của trận chung kết tổng The International năm 2018 nhé. Trận chung kết tổng này nó thực sự là quá hấp dẫn rồi. Lâu lắm rồi tôi mới chứng kiến một cái trận chung kết tổng mà có đến tận 5 game. Chắc cũng phải tầm 5 năm rồi. Và thực sự thì bây giờ đội nào vô địch cũng xứng đáng. Nhưng các bạn fan của LCD ở đâu ạ? Các bạn fan của LCD ở đâu ạ? Tiếp lửa cho đội nhà cái. OG thì ở đâu ạ? Đồng thế, vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với game đấu cuối cùng giữa LGD cùng với OG. Những cái lượt ban mà bên phía team OG sử dụng thì nó vẫn là Drow, Tiny. Còn LGD, đó chính là Spectre, Phantom Lancer và Enchantress. 307, em cho một dự đoán lượt ban. Có lẽ là bên phía team OG họ sẽ ban ra một hero tủ của Maybe, một con Bloodseeker chăng? Nghĩ sẽ là một con Bloodseeker ban ở trong lượt ban thứ 3 này. Trong khi đó thì PSG LGD họ đã phải khiếp sợ trước cái sức mạnh của một con PL người Việt. Không phải là một con PL người Philippines các bạn. Không phải là In Your Dream. OG họ đã ban EIO và bây giờ thì LGD họ sẽ có cho mình một lượt pick. Đó là Earthshaker. Pick Earthshaker thì rất sớm. Không cho Jerax chơi hero này và để cho FY một trong những người có kỹ năng cao nhất của bên phía team LGD sử dụng. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi liệu là bên phía team OG họ đáp trả bằng hai lượt pick như thế nào. Hiện tại thì chúng ta đang nhìn thấy ở đây đó là bên phía team OG họ vẫn còn thời gian suy nghĩ rằng theo 307 thì nó sẽ là cặp đôi gì. Analyst 307, Maybe. Maybe đang có tâm lý khá là thoải mái đi phải. Chắc là lại là một con Chen thôi. Không, như vậy là OG họ lựa chọn cho mình một con Nature Prophet dành cho Big Daddy nấu theo. NP dành cho OG. Và theo như thông lệ thì con này sẽ được chơi vị trí support số 5 VS support số 4 chăng? Tăng cường cái khả năng push với aura sát thương rất là mạnh. Tuy rằng là có thể pick một con Vengeful Spirit ở vị support số 4, nhưng team PSG LGD với con Earthshaker này thì cái việc mà vào combat của team PSG LGD nó sẽ là theo kiểu là sồ vào, cho nên là OG em nghĩ là pick này họ sẽ có một con support có khả năng kể có thể là cản turn PSG LGD trước đã. Một con Vengeful Spirit thì hơi khó. Tuy nhiên là VS thì có thể là đi lên rất là tốt dành cho bên phía team OG. Và cái khả năng mà gank thời điểm early game cùng với Nature Prophet nó sẽ rất là kinh khủng, gần như là ở cái khu vực lên, nói chung là lên nào có đánh nhau thì sẽ có TP xuống để hỗ trợ đến từ Nature Prophet và gần như là sẽ áp đảo quân số dành cho bên phía team OG trong những cái tình huống mà combat nhỏ lẻ ở thời điểm early cũng như thời điểm đầu mid game. Rồi và hiện tại thì đã có lượt pick tiếp theo dành cho OG, đó chính là Rubik. Vâng, với một con Rubik như này thì bên phía team OG cái mà họ nhắm đến đó là khả năng đi lên với những combo đơn giản thì nhấc người lên thôi, sau đó nếu mà có chain stun vào nữa thì cái lượng sát thương tay hoàn toàn đủ với một cái TP từ The Nature Prophet. Đấy là những gì mà bên phía team OG họ cần. Trong khi đó thì LGD họ có Shaker, họ có một con hero có thể chia cắt đội hình đối phương, có thể phá vỡ cự ly đội hình đối phương rất là tốt, disable gây sát thương trên diện rộng. Và bây giờ thì họ đang cần cho mình những hero để có thể follow cái khả năng initiate của con Shaker. Vẫn còn đó là một con Silencer cho PSG LGD nữa. Không biết là bên phía team PSG LGD họ có định lựa chọn hero này vì support số 5 là những X Nova hay không.
OG thì họ lại đang hơi thiếu về cái lượng disable một chút, khi mà gần như họ phụ thuộc rất là nhiều con Rubik này. Không, như vậy là lựa chọn pick TB cho PSG LGD. TB và Earthshaker ban ngay lập tức được Bacna để tránh việc mà TB khi mà đi lên sẽ gặp một cái lên rất là khó thở với con Bacna như này. TB dành cho LGD. Vâng, TB là một con hero mà thực sự thì trong tay những người Trung Quốc và những carry đỉnh cao, nó sẽ phát huy sức mạnh tối đa với khả năng farm rất là nhanh. Trong khi đó thì bên phía team OG họ đã rất là an toàn khi lựa chọn cho mình hai support trước. Còn bên phía team LGD họ đã lộ luôn một co và gần như là một co chủ lực. Bên phía team LGD họ ban Bacna rồi. Trong khi đó thì OG họ vẫn đang suy nghĩ. Một TB thì nó sợ nhất điều gì nhỉ? Có lẽ là những kỹ năng silent. Con TB thì khi cái giai đoạn early game thì nó rất là sợ cái những cái con hero có khả năng dồn đam phép mạnh giống như là Lestrak hay là một con Bacna thì đã bị ban rồi, hoặc là một con Zeus, nó khá là sợ những con hero đấy, và thậm chí là những cái hero có khả năng silent thì Terror Blade sẽ rất là khó thở. Và bên phía team OG, nếu như họ lựa chọn một line up có khả năng mà snowball được thì con TB này cũng khá là khó đánh. Mặc dù ở team PSG LGD khi mà họ đã pick cho mình TB và Earthshaker thì đây cũng hai con hero có khả năng mà đép hai round tương đối tốt. OG ở ban Storm Spirit, trong khi đó LGD rất nhanh, đó là Aguarden. Vâng, Aguarden là món hero gọi là chiến thuật của bên phía team OG. Không nhiều team chơi hero này và OG là một trong những đội thành công với nó. Bên phía team OG họ đang suy nghĩ để có lượt ban thứ 5, sau đó thì sẽ đến phase 2 của lượt pick. Em đánh giá sao nếu như bây giờ OG họ sẽ tung ra những cái lượt pick dị dị kiểu dạng như là Chain Protector ở những cái lượt last pick như vừa rồi, như ở game đầu thứ nhất? Thực ra thì em nghĩ là bây giờ OG họ sẽ tung cho mình những cái bài gần như là tủ nhất ra, chứ còn những cái lượt pick dị thì khá là khó, bởi vì đây là game đấu quyết định rồi. Đây là game đấu cuối cùng của một cái BO5 và xem là cái khiên Aegis này thuộc về ai. Nếu như họ đánh một cách bất cẩn thì như thông lệ chúng ta sẽ có một tân vương của là team tàu. Và hôm nay là năm chẵn mà. Còn nếu như OG họ tung được hết tất cả những bài tủ của mình ra và họ đánh một cách cẩn thận thì biết đâu chúng ta sẽ phá được cái lời nguyền TI đấy thì sao? Vâng, vậy cái lượt ban thứ 5 này bên phía team OG cũng khá là khó để có thể là ban được, khi mà PSG LGD họ pick một con TB như này thì họ phải cho thấy là họ rất là tự tin. Thực sự phải nói là họ rất là tự tin khi mà pick TB rất là sớm. OG và đang suy nghĩ chỉ còn 34 giây reserve time thôi. Không biết là OG họ đang suy nghĩ gì ở cái lượt ban này. Nói chung bây giờ đến cái tầm này rồi thì đôi khi lại là những cái suy nghĩ nó rất là táo bạo. Alchemist đã bị loại bỏ. OG họ sẽ có cho mình một lượt pick thứ 3. Chắc chắn sẽ là core hero rồi, không thể nào là support nữa. Vâng, như vậy là Magnus nằm trong tay của Sebastian. Anh bảo rồi, nó sẽ là một lượt pick dị. Đấy chính là Magnus. Và Magnus là một con hero mà không thường xuyên được sử dụng tại giải lần này. Cái meta khi mà 2-1-2 con Magnus này nó không phải là một con hero nó quá phù hợp. Silencer dành cho LCD. Counter thẳng ở vị trí của Magnus với những tình huống mà ngắt khả năng initiate hoặc là counter initiate của con Magnus. Em cũng nghĩ là Silencer rồi, nhưng mà Silencer lại là pick ở lượt pick thứ 3 chứ không phải lượt pick thứ 2. Khi mà họ lựa chọn TB sớm như thế này thì khả năng là PSG OG thì họ đã có bài hết rồi. Và team OG nên nhớ rằng cái con Magnus này được pick rất khá là ít ở trong T8, nhưng cái tỷ lệ thắng của nó thì cũng không thực sự là cao. Và OG cũng đã thất bại trước đây với team PSG LGD khi mà họ pick con Magnus này rồi. Cho nên là cái game đấu này sẽ là game đấu mà OG họ cần phải rất là cẩn thận khi mà sử dụng một cái sự lựa chọn khá liều lĩnh. Sebastian thì chơi Magnus không phải là một player chơi Magnus quá hay, nhưng anh ta biết cách có thể ra vào combat. Và hy vọng là team OG với lượt pick này họ sẽ có những cái thay đổi. Ember Spirit dành cho OG, một trong những con hero có thể kết hợp rất tốt cùng với Magnus. Vâng, tôi đã bảo mà đến cái nấu cuối cùng này tôi đã ngửi thấy mùi sẽ có những cái pick mà không thường xuyên được xuất hiện tại giải lần này. Thực sự thì đây là một cái combo mà lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy. Từng con hero lẻ này thì anh có thể nhìn thấy, nhưng mà lâu lắm rồi anh mới thấy cái combo này. PSG LGD. Vâng, như vậy là Kunka cho bên phía team PSG LGD. Vậy là họ nghĩ rằng con Ember Spirit này sẽ là team mid dành cho Topson rồi. Topson thì hero pool của anh ta khá là rộng, và khi mà pick Kunka bên phía team PSG LGD, khả năng là cái khu vực lane mid họ sẽ đánh theo kiểu là thủ hòa là chính. Kunka nếu mà để mà nói là solo kill được Ember ở khu vực lane mid thì cũng không phải dễ dàng một chút nào. Trong cái đó thì OG line up của họ đánh nhau rất mạnh về cái giai đoạn
mid game khi mà còn Ember bắt đầu có đồ. Nếu mà Ember lên theo đường phép, trước đây thì Ana chơi Ember rất kinh khủng, thì lên theo đường phép thì cái khả năng dồn dam vào để có giết của con TB nó khá là dễ. Necrophos đã bị loại bỏ rồi, OG họ đã loại bỏ đi Necrophos. Trong khi đó thì LGD họ cũng sắp sửa có cho mình một lượt ban cuối cùng. Kunkka, Silencer, Terrorblade, Earthshaker, cái khả năng gây sát thương diện rộng có, khả năng burst dam có. Cái thiếu duy nhất của bên phía team LGD đó chính là level. Đây là một lineup rất là tham lam, cần cho mình nhiều level, nhiều cấp độ thì họ mới có thể phát huy sức mạnh hiệu quả. Trong khi đó thì OG họ không quá cần điều này, họ chỉ cần các core của mình có đủ level thôi là được. Ba nên mang kỳ kinh tránh cho việc có một pha AP và sau đó thì vẽ vòng tuyệt đẹp. Lượt phía cuối cùng PSG LGD họ vẫn đang thiếu cho mình một offlane và một con hero mà sẽ nào bên phía team OG. Cái khả năng đi lên của họ đang khá là mạnh với những cái lượt TP backup đến từ Nature Prophet, rồi thì có Magnus đi lên với cái pha chém gió thần thánh hay thậm chí là cả Ember Spirit nữa. Anh nghĩ là bên phía OG hoàn toàn có thể chơi Gyrocopter trong trận đấu lần này. Gyrocopter chưa bị loại bỏ và đây cũng là một hero có sát thương diện rộng. Nếu được bổ sung thêm sát thương của Magnus thì những cái pha AP nếu như chính xác, cái lượng sát thương sẽ rất là lớn. Và khả năng cao là bên phía team OG họ cũng có lợi thế trong khoản đi lên, bởi Gyrocopter là một hero có khả năng tấn công đối phương cực kỳ sớm. Đấy, một hero có bộ skill nút đam, sau đó thì late game sát thương vật lý cũng rất là mạnh. LGD lựa chọn Bad Rider. Như vậy là Bad Rider, vậy là sẽ để cho con Bad Rider này đi cùng với Magnus. Combo của bên phía team LGD sẽ là Bad Rider cộng Silencer. Mỗi lần sử dụng Flaming Lasso thì sẽ là Global Silence, coi như là khóa cứng một người của bên phía team OG, không gì có thể cứu được. Và dồn đam thật là nhanh. Và bên phía team OG bây giờ họ đang bí trong những cái lượt pick tiếp theo. Nhưng mà con Bad Rider này có khả năng gọi là Initiator rất là tốt. Một khi mà đã trói vào team OG bây giờ, hero để mà cứu là gần như là không có rồi. Rubik không phải là một hero có khả năng cứu người. Và Ember Spirit thì cũng chỉ có thể gọi là kiểu lao vào thôi. OG lựa chọn Zeus. Và như vậy là rất bất ngờ, rất bất ngờ. Chúng ta những tưởng là những con hero có sát thương vật lý để có thể kết hợp cùng với cả Magnus, nhưng mà Zeus cũng là một sự lựa chọn hay. Với những tình huống mà anh ta có thể gây đam rất lớn sau những pha nhấc lên tới từ Jerax hay là những tình huống chói tới từ Ana. Và đây là một trận đấu mà Zeus sẽ phải đi lên với cả Kunkka. Thật ra thì kèo này là một cái kèo mà con Zeus nó có thể farm được, nhưng mà tất nhiên con Kunkka nó vẫn là con hero có lợi thế đặc biệt. Pick một con Zeus đánh với Kunkka, Zeus sẽ farm được. Và quan trọng hơn là Zeus, anh ta sẽ có cái khả năng ganh sớm ở vị trí của TB. Con TB nó khá là sợ những hero có khả năng dồn đam phép mạnh. Và con Zeus là một con hero như thế. Thậm chí là bên phía team OG họ còn có một con Ember Spirit của Ana. Trước đây thì em rất là thích xem Ember Spirit của Ana. Anh ta luôn luôn lên cho mình những cái đồ thủ giống như là một cái gậy lốc hay là một cái Manta Style, thậm chí là cả Lincoln các thứ nữa, thì sẽ đảm bảo được cái việc là không cần đồng đội phải focus theo mình quá nhiều và sẽ gây được rất nhiều những lượng sát thương ở trong combat nữa, gần như là phát huy tối đa cái tác dụng của Ember Spirit ở trong combat. Nhưng trong cái meta hiện tại thì Ember không còn chơi theo đường phép nhiều nữa, thì trận đấu này hãy xem là Ana ta sẽ lựa chọn chơi theo đường nào khi mà đã có con Magnus rồi. Anh cảm giác là với cái lineup này thì LGD họ sẽ là những người mà có lợi thế lớn hơn trong giai đoạn đi lên. Khi mà với Bad Rider cộng 1 thì họ có thể chắc chắn thắng một lên rồi. Kunkka hoàn toàn có thể chiếm lợi thế ở mid. Cái lên còn lại giữa TB cộng 1 thì chưa chắc đã có được lợi thế. Nhưng dù sao, cái tỷ lệ chiến thắng trong khoảng laning phase của LGD khá cao. Ngược lại thì bên phía team OG họ lại có cho mình những con hero có thể đánh combat trong giai đoạn mid game, stick nhóm nhỏ hoặc là đi gank rất là mạnh. Trận đấu đã chính thức được bắt đầu ạ. Và bây giờ thì thực sự để mà nói thì bên phía team OG họ đã là những người mà khởi đầu trước với một tình huống sử dụng smoke và stick lại với nhau. Ở dưới này thì Ame anh ta đứng rất là tỉnh. Anh ta không có những tình huống di chuyển quá sâu bên trong rừng, đứng ở rìa rừng và có thể căn kè những tình huống phá smoke của đối phương mà không bị nguy hại đến tính mạng. Rồi OG lùi lại, có lẽ hai rune ở khu dưới boss sẽ dành cho bên phía team OG và hai rune trên top thì ngược lại. LGD sẽ là những người lấy được multi rune.
trên top tôi đã nhìn thấy là Ben Ryder sẽ có nhiều khả năng đi cùng với Shaker rồi. Còn ở dưới này thì là một cặp đua lên gồm Rubik cộng với Magnus. Đây là một cái lên mà thật ra ở trong cái giai đoạn đầu không quá mạnh trong khoảng Harass cũng như là cầu máu đối phương, nhưng mà vẫn có khả năng zone out để cho con Magnus này farm được Rubik với những tình huống nhất, hoặc thậm chí là phết bow và trừ đam đối phương đi. Magnus có búp đam chém gió, hoàn toàn có thể chiếm lợi thế về grip start. Ở lên mid thì Zeus đi cùng với Kunkka. Kèo này là một kèo mà cũng tương đối kỹ năng, nhưng mà Kunkka thì nó vẫn có lợi thế hơn. Rồi dưới này X Nova, anh ta đã ngay lập tức bị harass vào. Phết bow là kỹ năng đầu tiên của Cheras, anh ta cộng. Còn Sebastian thì thậm chí là còn cộng búp đam cơ, không phải chém gió, không phải skewer, và chắc chắn sẽ không thể giết được người. Cái lên mid này thì nếu như Topson anh ta đánh cẩn thận thì cái việc để mà bị solo kill đến từ baby thì gần như là khá là khó. Nhưng mà cái lên mid này, cái skill 1 của nó dùng rất là vâng, và nhận thấy rằng Bad Rider cùng với Ushaker họ không đủ khả năng phá giáp lửa của mình. Ngay lập tức Ember Spirit lao lên và harass cầu máu của Bad Rider xuống rất là thấp. Bad Rider level 1 có gì? Có Sticky Napalm, không phải đá phép. Ushaker chặt rồi và ngay lập tức là Anna anh ta bật cho mình giáp lửa lên và dí. Với cái lượng máu thấp như này, Charlie anh ta sẽ không thể chơi hổ báo được. Ít nhất là phải đợi đến level 2 khi mà có thêm cho mình lửa nữa thì anh ta mới có thể chơi tới với cả cặp đôi ở trên top của bên phía team OG. Liên tục có những tình huống bắn vào người của Shaker. Và dưới bot này thì có vẻ như OG họ vẫn đang giúp cho Sebastian anh ta có những con creep đầu tiên. Liên tiếp phết bow giảm đam của đối phương, sau đó thì búp đam của chính mình lên, tạo ra cái sự chênh lệch để last hit. Ở mid thì rõ ràng với một con Zeus thì cái lượng máu luôn luôn bị cấu thấp khi đi với Kunkka rồi. Chém nước là một cái kỹ năng quá khó chịu thực sự. Chính xác là khi đi với Kunkka thì sẽ luôn luôn bị harass như thế này. Và dạo đây thì con Zeus nó cũng đã được sửa một chút về cái lượng dam thời điểm early, cho nên là bây giờ Zeus hoàn toàn có thể farm bằng tay. Còn nếu như ngày xưa thì nếu con Zeus đánh cẩn thận chỉ có farm bằng skill thì khá là khó, có thể là bị tình huống mà cấu máu và sau đấy là có cái farm solo kill. Nhưng ở khu bot lên thì Ame khả năng farm của anh ta đang tương đối là khó, mới chỉ có 5 last hit và deny 1 thôi. Điều bên trong này thì Jarax anh ta đã bị bắn rồi, tiếp tục bị silent. Liệu X Nova có đuổi theo hay không? Không, Jarax anh ta quyết định sẽ đi về và X Nova cũng thế. Đang LCD thì họ đang chơi một cái thế trận mà khá là an toàn, họ không lao lên quá sâu, họ sẽ giữ vị trí, tiếp tục gia tăng cái lượng farm với các core. Đây là game đấu quyết định, ngay cả OG có lẽ họ cũng sẽ chơi cẩn thận. Ở trên top và nhận thấy đang có lợi thế, dí thẳng lửa vào đầu của Anna. Anna bị đấm rất đau, máu đang tụt theo thời gian quá nhanh. Big Daddy Hotel không biết làm gì hơn ngoài việc chỉ được bán đam tay ở first blood của trận đấu thuộc về Charles. Có một cái pha mà lửa thiêu cung hoa phòng đốt cháy luôn cả hỏa thần, nay thì khó thở của em ạ, hơi mỉa mai một tí. Ember Spirit lại chết bởi lửa của Bad Rider. Và khu vực mid lane thì Topson anh ta cũng đã sử dụng toàn bộ cái lượng mana của mình, gần như toàn bộ lượng mana của mình để giật thẳng vào đầu Kunkka. Có lẽ là Zeus trong cái đấu này anh ta sẽ cần mình bottle ở đây rồi, đã mua bottle rồi. Khi mà đi với Kunkka, việc mà lên bottle check rune liên tục, vừa khả năng gây khó, vừa khả năng regen mana những cái tình huống mà bị harass để từ Kunkka xong để ra ngoài đã lên được. Trong khi đó thì ở cái khu vực lên bot thì sẽ một lên khá là hiền, cho tới khi nào mà có level 6 đến từ con Magnus kia thì mới có khả năng kết thúc được mạng của Ame, còn không thì sẽ chỉ là chia nhau vào farm như thế này thôi. Mọi sự chú ý sẽ được dồn lên cái khu vực top lên, khi mà vừa rồi thì chúng ta đã thấy là một cái cuộc combo tương đối đơn giản của Sam Fisher, sau đó là liên tục dí Sticky Napalm vào và trải dòng chảy lửa ra thôi. Hãy để ý cái lượng last hit kìa, Kunkka của Baby lúc nào cũng vậy, anh ta đi lên gần như là thắng. Toàn bộ các matchup mà gọi là solo đơn đả độc đầu ấy thì Baby không ngán à. Baby trong những trận đấu anh ta cầm Kunkka thì luôn luôn xuất hiện cái tình huống này, anh ta sẽ farm hơn đối thủ khoảng độ gấp rưỡi. Đó. Trong khi đó thì Topson tất nhiên là anh ta cũng đang làm khá là tốt, một con Zeus đi cùng với con Kunkka vẫn có thể giữ cho mình cái lượng máu khá khá và farm cho mình 15 creep. Ok là ok. Nhưng mà đây là một tình huống mà hoàn toàn Topson có thể chết. Kunkka đã có level 5, thôi xong rồi. Đã bị chặt Fisher, không có khe để lách qua. Và Topson anh ta sẽ bị hạ sát rất là nhanh. Maybe còn có cho mình 190 tiền và anh ta quay trở lại lên mid. Phong cách lên đồ của Kunkka vẫn không hề thay đổi qua những trận đấu mà Maybe anh ta chơi. Đó là hai cái Bracer để tăng cái lượng start rất là lớn. Có một rune regeneration được top lên, tuy nhiên là cái rune này sẽ bị nhặt quay thôi.
Rack cũng đã có những tình huống di chuyển ra để check room, tuy nhiên là rồi Fisher như thế này, Charas anh ta vẫn có đường về chẳng. Charas nhấc Earthshaker lên, mặc dù vậy thì vẫn đang bị lao theo và đấm hai neuron thần kinh cho Silencer. Charas cũng đã che rồi 3-0 nghiêng về LGD. Fucking mad, anh ta đang định ăn rune ở khu vực này chẳng. Anh ta có quá liều lĩnh hay không? Rồi anh ta đã lùi về. Thật ra với một hero có skewer thì anh ta có thể tự tin như vậy. Ana chói đối phương lại, tạm thời vẫn chưa bị lửa đốt vào đít. Nature Prophet có mặt rồi. Ana quay đầu rất khó khăn, dính tới 6 chạc Staky Napalm, vẫn giết được đối phương và không chết trong tình huống vừa rồi. Bếp được đối phương vào trụ rất là nhanh chóng, nhưng ở mid thì Thompson anh ta lại bị hạ sát rồi. Quá nhanh và quá nguy hiểm với bộ đôi Earthshaker của Kunka. OG họ bị dẫn 4-1 trong khoảng 6 phút thi đấu và đang bị dẫn 1.000 Edward. Nhìn qua thì chúng ta có thể thấy là các support bên phía team OG không có cái pha mà uống cái chuyển anh rộng. Zirac còn một con Neuron Nuric thì ở đây lại là không cớt êm vào rồi. Trông rất giống là lại hai Neuron thần kinh nữa dành cho X-Nova. Rồi, hai Neuron thần kinh cho X-Nova. Nhưng ở trên top thì sao? Ana không thể ngăn mình khỏi cái chết khi mà đồng đội của anh ta thì đã ra cover những người khác rồi. Nature Prophet có mặt ở mid lane. Mad Rider là một hero đi solo lane rất khỏe. Nếu như chỉ với một con Ember Spirit thì không thể nào cản được cái việc mà phải nằm xuống cả. Cứ bị dính được khoảng 4 chấm dầu thôi, lên lửa một cái gì theo Ember không biết chạy kiểu gì. Tất nhiên là có chói, có chém, nhưng quan trọng là cái việc mà quay đầu khó khăn cộng với bị slow nữa, rất khó chơi. Fucking mad ở dưới này hoàn toàn có thể cũng sẽ chết. Lên 3 của bên phía team LGD đã được hình thành và chặt stun rất hay. Killing spree dành cho FY 7-1 rồi, dẫn 2.000 network. Khả năng cao là đây sẽ là lại là năm của người tàu chăng? Có nói quá sớm không? Body block rất là tốt, Charlie anh ta lên lửa rồi. Đuổi Charlie về để cho Ana farm. Level 6 thì Ana có lẽ anh ta có bóng lửa thì cái việc anh ta bị hạ sát nó sẽ khó hơn. Máu của Maybe ở mid lane rất là thấp, nhấc Maybe lên nào. Nhấc lên rồi, Nature Prophet có mặt, đặt nước ra, Maybe sẽ chết với nguồn sát thương của Zeus. Trước khi anh ta chết, anh ta đã đặt ra một con cá mập rồi. Và bên phía team OG họ có một tình huống canh tới 4 người. Bên phía team OG khi mà họ pick cho mình một con Ember, em nghĩ là họ đã ý định là để cho con Ember đi mid rồi, nhưng họ lại không ngờ tới là có một con Kunka cho bên phía team PSG LGD và họ bị hố trong cái việc là pick con Ember này. Trong khi đó thì oh, smoke rất hay. Một pha smoke của FY và người tinh quái hơn lại là Jerax. Tham Minh rất là chuẩn, cắm một cái quát ra, thậm chí còn đứng ở đó, thế là mất smoke luôn. Level 6 và Thompson anh ta đang bị chém rất là gian. Anh chỉ cần một tình huống đặt nước từ xa thôi, sau đó lao lên chém một cái thôi, Thompson mất nửa cây máu. Thậm chí là Thompson có thể là bị solo kill bởi Maybe, và cái lượng đam bây giờ đến từ Maybe là khá là lớn. Chỉ cần một bộ combo thôi. Zeus không phải là con hero mà quá dày máu ở trong cái thời điểm hiện tại, nhưng mà sắp sửa thì chỉ có 8 phút đầu game thôi. Zeus là còn không farm được cơ, chỉ có 30 last hit dành cho mình. Chết khá là nhiều mạng. Ở FY anh ta đã chặt stun ra rồi. Trong khi đó thì như tôi đã nói, Ana sau khi mà đã có bóng thì anh ta sẽ không thể nào chết dễ dàng như những tình huống trước đó. Big Daddy No Tail ăn nguyên một combo vào mồm, chết tươi. Vâng, đó là một pha solo kill tới từ Maybe. Quá dễ bởi vì Big Daddy No Tail máu thì đã thấp rồi. Tình huống vừa rồi thậm chí có khi không cần full combo cũng có lẽ là một mạng dành cho Maybe. Rồi, quay trở lại về khu vực bot lane thì fucking mad, công việc của một con Magnus trong giai đoạn early game nó chỉ là farm thôi. Và anh ta sẽ cố gắng làm thế nào tăng tối đa cái lượng farm của mình lên. Nói về farm thì có lẽ là các thành viên ở tổ kỹ thuật có thể mở cho mình được network không? Không biết là ai đang là người đứng đầu bảng nhỉ? Có lẽ là Maybe, 3.700. Nhưng khoảng cách anh ta tạo ra so với cả những co của bên phía team OG nó không phải là quá lớn. Tuy nhiên thì có một cái điều rất là đáng quan ngại, đấy là Zeus của Thompson thì chỉ có 2.600 network thôi, thua cả Bad Rider. Và trên này thì Ana anh ta lại bị dí vào rồi, quay đầu rất khó khăn. Ana, Ana dính Flaming Lasso, cố gắng lát xin một con creep nhưng không chết. Có AP rồi, là một tình huống không chết. Và AP Maybe ở mid, Maybe sẽ bị hạ sát rất nhanh. 8-3, OG đang bắt đầu lấy lại cho mình cái nhịp độ của cái trận đấu này sau những tình huống mà để cho đối phương lấn lướt quá nhiều. FY di chuyển cực kỳ tốt và đã khiến cho các thành viên OG họ chết ở lên, nhưng khi họ stick lại thì sức mạnh của họ sẽ được cải thiện. Bên phía team OG, lineup của họ thì cũng không đến nỗi mà phụ thuộc quá vào cái AP của con Magnus này, khi mà họ vẫn còn cho mình một con Ember và một con Zeus, hoàn toàn có thể triển khai những cái tình huống ganh lẻ ở thời điểm mid game và lấy lại những cái gì mà họ đã mất ở cái đoạn đi lên.
lựa chọn lên đồ rất là thông minh. Đấy là Thompson, một cái lock trong mọi trận đấu mà có Kunka nó đều hay, và đặc biệt là một cái lock dành cho con Zeus. First item, Jerax anh ta né được nước rồi, tiếp tục sẽ là một pha né thuyền trắng không được, đã có X. Kunka lao ở bên trong chém chưa đủ sát thương, nhân đó là chém được. Kunka anh ta ăn mạng đối phương rồi, Echo Slam được tung ra với FY, và đây sẽ là mạng tiếp tục dành cho bên phía team LGD. X Nova có mặt kịp thời để có thể ăn thêm cho mình những neuron tấn kinh, và Big Daddy đầu tiêu anh ta có lẽ cũng sẽ bị hạ gục, và Big Daddy đầu tiêu chết rồi. Jerax TP ra, Ena có mặt với giáp lửa của mình, bắn bóng vào bên trong nào, không đủ sát thương để giết Baby. AB hóa form lên, và đó sẽ là mạng của cả Ada nữa. Bên phía OG, họ mất đi từng người một với những pha di chuyển lẻ tẻ và không có độ kết dính cao. Mặc dù bên phía team OG họ sở hữu cho mình một bộ đôi, đấy là Magnus và Rubik đi ở khu vực lên bot để đi con TB kia farm, nhưng hãy nhìn cái lượng network của TB kìa, 4.200 network và chỉ dưới Maybe thôi. Các core hero bên phía team PSG LGD đều đang có lượng network rất là tốt. Trong khi đó thì Anna anh ta lại đang hơi thọt hơn một chút so với TB hay là so với một con Kunka. Như thế này thì Anna sẽ bị bó hẹp cái khoảng cái việc mà anh ta di chuyển rộng và để có thể là canh sớm. Con Ember là con hero. Jerax anh ta đang muốn trêu đối phương nhưng rất có thể anh ta sẽ chết. Thôi sao, Jerax một cái pha mà câu kỹ năng của đối phương cũng như là tạo khoảng trống cho co của mình chăng. Vâng, Ena anh ta có mặt ở mid rồi, lao ra bên ngoài với bắn bóng của mình, có sự xuất hiện của fucking man. Đây sẽ là một mạng cho bên phía team OG, nhưng cái mạng này có phải trả giá bằng những cái mạng của bên phía team OG hay không? Không rồi, Ana anh ta sẽ tạm thời an toàn. Ba người của bên phía team OG lao ra mid để có thể bắt được Bad Rider. 2.000 network chênh lệch ở phút thứ 11, thực ra nói nhiều thì cũng không hẳn là nhiều, nhưng mà với một con TB, một con Kunka đang trên đà bứt tốc như thế này, bên phía team OG họ cần phải làm nhiều điều hơn để có thể chặn cái bộ đôi này lại. Đây là một bộ đôi đánh late game cực kỳ bá đạo, khi mà Kunka để có sát thương diện rộng và khả năng burst time quá lớn, trong khi đó TB thì chúng ta khỏi phải nói rồi, một trong những head carry mà có sức mạnh tiềm tàng trong giai đoạn late game. Sắp sửa có Blink Dagger trên người của Earthshaker của FY. Thậm chí là bên phía team PSG, LGD họ hoàn toàn có thể là đánh theo kiểu là nếu như họ ăn được combat sớm, họ có thể là snowball được game đấu này, chứ không hẳn là phải kéo về late với một con TB đâu, bởi con TB đang rất là xanh. Con TB đến khoảng tầm phút thứ 25 thì khi mà nó có một chiếc BKB và một cái Manta style, đến lúc đấy sẽ là thời điểm mà team OG sẽ rất khó combat với các thành viên team PSG, LGD. Lao vào thì lại bị counter initiate bởi con Earthshaker, mà muốn thể vào để AP hay là có những cái pha mà bắn bóng vào của Anna hay là tới của Vin Silent, thậm chí là còn có cả thuyền của Kunka để có thể giảm tam cho team PSG LGD trong thủ có bắt tổng nữa. Cảm giác như là đến cái giai đoạn mid game, nếu Anna anh đang một tí thọt như thế này, anh đang không có quá nhiều đồ, chính xác phải nói là không có quá nhiều đồ. Cái con Ember mà đánh theo đường đang phép thì nó cần phải lên được rất nhiều đồ, lên được đồ sớm thì mới có thể chơi lại được với line up mà có cả TB và có cả một con Kunka. Quan trọng là gì? Earthshaker trong tay của FY đánh support số 4, di chuyển rất nhiều, nhưng 12 phút có Blink Dagger. Tín hiệu không hề hay ho gì cho bên phía team OG cả. Họ hoàn toàn có thể ăn những pha Echo Slam counter initiate sau khi Magnus anh ta lao vào. Rõ ràng ở trong cái lineup này, nếu như muốn chủ động đánh nhau thì bên phía team OG họ bắt buộc phải dùng AP trước. Và Earthshaker chỉ cần có thế thôi. Khi mà các bạn đối đầu với con Magnus, nó đã sử dụng AP trước, các bạn cầm Earthshaker, các bạn sẽ dễ dàng và tự tin hơn trong những cái pha sử dụng Echo Slam giúp đồng đội lao vào. Và smoke của bên phía team LGD rồi, họ đang di chuyển. Terrorblade đi cùng với hai người đồng đội của mình, đó là bộ đôi support Dragonlance, giày gỗ và Ring Aquila. Có lẽ bộ phận kỹ thuật có thể cho mình check qua một chút về trang bị tổng thể của tất cả các player hay không? Rồi. Bad Rider này hình như đang muốn lên một cái rốt Atop này, vẫn giữ chân con Ember lại, rốt Atop để giữ chân Ember Spirit không cho bỏ trốn. Thompson bây giờ đã sắp sửa vào lock rồi, Jerax lên cái ơn, fucking man chưa có link, Echo Slam cùng với đó là Global Silence. Anna chết tươi, sức mạnh của Shaker với Blink Dagger carry của đối phương diễn rất nhanh, nhưng liệu có thể hạ sát Bad Rider hay không? Bad Rider quá dày, không dồn đam nổi, và Big Daddy No Tail anh ta chết rồi. Big Daddy No Tail không thể sống được, double kill dành cho Ame và OG. Họ đang bị dẫn 15-4 với 4.000 network chênh lệch. Chơi kiểu gì bây giờ nhỉ?
khó quá. Một cái lineup mà rõ ràng OG họ phải là những người stable dần dần, nhưng họ không làm được điều này. Vậy LGD thắng lên tuyệt đối. Với lineup của team OG thì có lẽ thời điểm này họ cần phải tập năng, và quan trọng hơn là họ có những cái pha mà smoke canh lẻ một người bên, hoặc là hai người bên phía team PSG-LGD để cho Ember Spirit lấy thêm đồ đá. Lineup của team OG đều đánh về lết kia không hề yếu so với team PSG-LGD một chút nào cả. Cái việc ép hai của round nó sẽ khá là dễ với một con Zeus, và team PSG-LGD họ cần phải cân nhắc cái việc lên hai round khi mà thấy một con mắt hớt về team OG. Chờ một tình huống lên hai round lỗi thôi. AP đẹp thì với Ember Spirit, với Zeus, lượng AP ra nó rất là khủng khiếp. Chỉ là còn Ultimate đến từ Nature Prophet nữa. Kuka, anh ta sẽ cố bố thẳng với người của Ana. Ana sẽ bị sổn đáp chắc không? Xử lý rất hay tới từ Ana và lướt về ngay. Cho dù đấy là một vài mà đã set up combo rất là đẹp, nhưng mà Ana anh ta thể hiện cực kỳ tuyệt vời, nhạy cảm, rất là nhanh tay. Kunka build cho mình một cái hút để có thể né tránh lượng Saturn phép tới từ đối phương. Ana đang hướng đến một cái bố set. 16 phút trôi qua, net worth của anh ta là 5.700. Thực ra nói quá thọ thì không, nhưng để bắt kịp với tốc độ của các core đối phương thì anh ta cần rất nhiều thời gian. OG họ đang muốn set up một pha tấn công khu vực trung lộ của LCD. Ana lao lên trước, chói trượt mất rồi, bị giữ chân bởi Rodabaitos. Và Earthshaker đã có Fissure. Fucking mad, anh ta đã bị zone out ra, anh ta không thể làm gì hơn ngoài một tình huống skewer để bỏ chạy. Ember Spirit cũng đã bị chia cắt khỏi những người đồng đội của mình. TP về của Fucking Mad không thành công, chàng Fucking Mad chết mất rồi. Jirax anh ta cũng sẽ bỏ lại hai Neuron tấn công nữa cho Silencer. Global Silence được tung ra, và có lẽ là đây sẽ là một trận đấu với LGD, họ sẽ giết hết, giết sạch. Zeus cũng đã chết. PSG LGD họ đang triển khai dần dần cái việc mà Snowball của mình rồi. Nhưng mà thời điểm này thì hoàn toàn có thể là diện lấy được hết tất cả các hàng trụ ngoài của đối phương sớm. Trong 16 phút mà hai trụ một ở khu vực top và khu vực mid lane thì cũng đã mất. Bây giờ sẽ stick và push luôn, đẩy rất cao khu vực lên mid lane. Và dưới bot này thì TB cũng sẽ có cho mình cái khoảng farm, thậm chí là nếu như không cẩn thận mà đánh lỗi thì TB hoàn toàn có thể lấy luôn cho mình cái trụ của bot lane nữa. Vâng, sau khi có cho mình cái buổi set thì Ember Spirit đang push bài một cái gậy lốc. Tấm gậy lốc sẽ là một item rất là hiệu quả cho Ember trận đấu này, khi đối phương có Rodabaitos, đối phương có Silent, đối phương có X. Nói chung thì đây là một cái món item mà các core player của bên phía team OG họ đều có thể hướng đến được, thậm chí là cả Magnus. Tất nhiên thì Thompson thì anh ta cũng đã build xong rồi. Bên trong thì Charlie quá thoải mái. Vâng, và 1.600 tiền cho Charlie ở phút thứ 17 sau khi đã có Rodabaitos. Nếu để anh ta có thêm cái Blink Dagger nữa thì thôi, chơi thì trận đấu này nó không khác gì một cái game sinh tồn với các thành viên OG cả. Họ bắt buộc phải sống sót qua những cái đợt tấn công. Ngòi nổ chính là Bad Rider, Shadow Blade và Kunka. Rất nhiều kỹ năng để có thể gánh lẻ, chém chói thành công rồi. Zone down của Ame đổi máu ngay. Và Ana anh ta phải là người bỏ chạy, bị sư chân rồi. Chém ra mạng người đến zone ngược down. TB quá mê, TB chết rồi. Và thậm chí đây có thể sẽ là một pha màu gì. Họ ăn được nhiều hơn một mạng, hai mạng trong đó là hai cò. Nhưng ở phía ngoài thì sao? Big Daniel Hotel đang bị đấm rất đau. Anh ta tỉ thí đang tay với Snowba Fissure và anh ta chết. Bốn người của bên phía team OG chỉ đổi lại được hai mạng co của LGD. Có đáng hay không? Tình huống vừa rồi không hề đáng một tí nào, bởi vì Silencer đã có mặt ở khu vực đó. Rất nhiều những pha hút não, và OG họ lại không thể giữ cho các co hero farm chính của mình sống sót được. Ember chết, Zeus chết. Tuy nhiên thì Ember anh ta lại chết sau khi mà đã lấy được mạng của TB rồi, và đấy là một cái chết mà anh ta vẫn có thể có cho mình lượng XP cũng là một chút tiền sau đó. Đây cũng không được xem là quá là lỗ cho bên phía team OG cho lắm, khi nó lấy được cả hai con hero của đối phương. Một quan trọng hơn là con TB kia nó sẽ bị đi một chỉ đi một tí thôi. 8.400 network cho bên phía của TB. Cái đấu này sẽ là một game đấu mà TB anh ta phải lên cho mình trước BKB sớm, khi mà bên phía team OG cái lượng đam phép họ rất là lớn. Quan trọng là bên phía team OG họ vẫn còn AP trong tình huống này. Nếu như LGD họ vẫn muốn tạo áp lực thì bên phía team OG họ có thể hồi mã thương được. Chứ nếu pha vừa rồi mà sử dụng hết rồi thì rất có thể LGD họ sẽ tổ chức những cái đợt push. Quan trọng là AME của bên phía team LGD cũng rất là quan trọng. Anh ta không có form thì đồng nghĩa việc LGD cũng sẽ farm. Và nếu cả hai bên cùng farm thì OG có cơ hội để gỡ gạt. Thì sao là như thế thôi, mà OG họ càng drag game đấu lên ra thì họ càng có lợi. Bây giờ thì 6-22 là Kuka kèo vòng 2. Đây rồi, Kuka chết này.
trên cầu có AP, có AP chưa sử dụng chém chói silencer trước và silencer anh ta tạm thời đang bị dí vào bên trong thì maybe anh ta sẽ giết Vic để đều đều rất nhanh rất gọn unstoppable dành cho maybe. Jarrus cũng đã xuất hiện rồi, nhấc được maybe lên, zone đã vào người của maybe có đến như vậy ư? Maybe anh ta vẫn rất cương vãi, echo slam được tung ra, chưa ai phải chết cả giờ không, đó là mạng của maybe rồi, tiếp tục là mạng của Bad Rider. Anh ta không chết và Earthshaker với những người phải nằm xuống. Double kill dành cho Anna, 6-22 chàng. Wow. No. 4 người bên phía team PHLGD đã phải lên bảng điểm số và trong cứu vừa rồi thì mặc dù Earthshaker cái thảm mình cái thời gian rất tốt, tuy nhiên là sau đấy thì nhảy vào Echo thì lại bị ngăn ngay một cái mà bị unstun của con Rubik, nó nhấc lên rồi nó ném về cho nên không thể tung trọn bộ của Coco nào có thể cho Ember Spirit anh ta thoát được một nhịp. Và đây chính là cái nó khiến cho một cái sao hợp rất bốn người. Big Daddy No Tail, vâng hiến không biết bao nhiêu neuron thần kinh cho X-Nova nữa. 22 neuron thần kinh rồi. Và item anh ta đang để cho quick buy của mình đó chính là Book. Lối chơi này sẽ là một cái lối chơi bên phía TBOZ, họ tìm cách bắt lẻ người của đối phương bằng những cái pha smoke trong cái giai đoạn cuối mid game. Nó sẽ push bằng lệ book của Fu nếu như anh ta hoàn thành được. Không biết là anh ta có lên được hay không. Hy vọng là anh ta sẽ làm được điều này. Lệ lốc dành cho Ember Spirit và Kunka đang muốn lên cho mình một cái hurt. Đây là một con Kunka mà muốn lên theo kiểu hơi semi tanker một chút, đứng ở đằng trước và để làm tường cho con TB bắn. Chỉ rõ là như thế, và bên phía TBOZ lối chơi của họ có lẽ là trong những giai đoạn tiếp theo sẽ là lấy chiều một men liên tục đi tạo khoảng trống, tạo space với búa và TP lên rồi gọi đệ ra để có thể là cut creep. Thậm chí là Ember Spirit anh ta cũng sẽ phải lên một cái blink sớm, đi rat, đi cut creep, đi đẩy cao lên để LGD biết trên đi, họ không thể nào mà có những pha mà stick push với con TB kia. Big Daddy No Tail thì vẫn chưa lên xong cho mình đồng cái book, chuyển sang lên giày gỗ luôn này cho nó cẩn thận. BKB dành cho TB rồi. Đây có lẽ sẽ là một điều rất khác. Ember Spirit bị dồn rất nhiều sát thương. Global Silent anh ta có gậy lốc, không bị dính sát thương. Tiếp tục là một pha chém đẩy bóng ra nhưng dính Flaming Lasso. AP một người như này thì không thể cứu được Ember Spirit. Anh ta chết mất rồi. Fucking Mad đang bị đuổi theo. Fucking Mad sẽ phải nằm xuống. Fucking Mad chết tươi luôn. OG họ mất hai cò trong tình huống vừa rồi, không hề có bài bách. Và Thompson đang cố gắng để cào cấu lượng máu của đối phương, không ổn một chút nào. PSGLGD họ sẽ rất khó có thể là push vào trong cái trụ hai của cái mid khi vẫn còn đến một thằng Zeus. Và có lẽ họ sẽ được việc ăn Roshan còn đơn giản hơn rất là nhiều. Trận đấu này là một trận đấu rất là tiến thoái lưỡng nan. Ember bây giờ mà không lên đồ công thì đồng nghĩa với việc là OG khá thiếu sát thương. Nhưng nếu chỉ lên đồ công mà không lên đồ đủ thì đồng nghĩa với việc anh ta sẽ chết rất nhanh. Bên trong này thì lại có Echo Slam hai người, tiếp tục dồn vào Zeus. Zeus anh ta đã bỏ chạy được hay không? Không chạy được rồi, bị X lại tự lốc mình lên. Chậm một nhịp nhưng Thompson vẫn có thể lùi lại. Kunka đang tìm cái mục tiêu để có thể đuổi theo, không thành công. Còn OG họ mất Big Daddy No Tail. Roshan thì không còn nhiều máu nữa đâu. Bây giờ thì OG họ lại đang muốn cơ hội con Roshan này. Không, lẽ mà OG ăn Roshan thì điên quá. Thực sự là họ rất thiếu da mà có thể ăn Roshan, họ chỉ ra gọi là check thôi. Muốn contest con Roshan, nó không muốn Roshan rơi vào tay PSGLGD. Nào, liệu bên phía team OG họ có muốn thực hiện một cú ganh hay không? Bên đó. Trong này thì nhìn F1 này. Cướp Fisher nhưng mà F1 anh ta nhanh tay hơn. LGD họ vẫn đang đứng trong hàng Roshan. Và ở khu vực này thì fucking Mad anh ta bị phát hiện ra rồi. Trong khi đó thì Ember Spirit lướt lên, zoom thẳng vào Bad Rider. Bad Rider đâu rồi? Ember Spirit anh ta lướt vào bên trong và Bad Rider đã chết. Big Daddy No Tail có mạng của F1. Anna double kill. Bên phía team PSG họ tạm thời đang ngưng lại một nhịp với những cái buyback và chờ đợi những người đồng đội của mình di chuyển tiếp ra khu vực có Roshan. Maybe cùng với Ame đang rất muốn có cho mình khiên Aegis. Vâng, Aegis kể cả ở trong tình huống này lẫn Aegis ở ngoài đời thật. Và ai sẽ là người giành được Aegis đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Charlie anh ta rất sẵn sàng như một pha lao vào rồi. Flaming Lasso còn. Earthshaker tất nhiên không còn cho mình được một cái Echo Slam nữa. Và lao vào bên trong, sử dụng Flaming Lasso, bị lông lên. Và Ember Spirit bài bách ngay lập tức rồi. BKB của Ame và chém tay. Thompson thì đã bị chém đau quá. Ember Spirit xuất hiện trở lại, tiếp tục chém chói. Zone down vào bên trong. Ame có cho mình được Killing Spree, nhưng FY rất có thể sẽ phải nằm xuống. Ame!
Anh ta sinh AP. Maybe. Maybe bị trói lại rồi. Rất có thể Maybe sẽ phải nằm xuống cho tình huống này. Không thể đấu lại với quá nhiều người của OG. Và Kian Aegis sẽ dành cho OG. Đuổi theo cả X-Nova. Double kill của Ana. Dồn theo vào Team Y. Triple kill dành cho Ana. OG, cho dù họ đã bị ép rất nhiều, nhưng họ vẫn có thể làm được cái điều mà không nhiều đội làm được, lật kèo với Network với chỉ một pha bài bách thôi. Trong tình huống vừa rồi là một cái tình huống mà thực sự là họ tính toán cái bài bách của đối phương rất là kỹ và tính toán cái thời gian cooldown skill Echo Slam ở trên cờ rất kỹ, họ mới dám đánh như thế. Và bây giờ thì đang bị cooldown gần như là cái sức mạnh của team PSG/LGD đã bị giảm đến một nửa với hai cái skill khóa chặt team OG trong combat. Thậm chí là còn không có cả form của TB trong tình huống vừa rồi nữa. Cho nên là OG họ muốn trong tình huống đấy họ đã nắm bắt được thời cơ rất là rõ ràng. Vâng, và bên phía team OG họ đã làm được một điều mà sẽ khiến cho cái cơ hội để họ comeback trong game đấu này trở nên nhiều hơn bao giờ hết. 3.000 net worth chênh với team OG em ạ. Nếu quanh đi quẩn lại tôi tự nhiên lại thấy một cái thế trận của team OG. Họ bị dẫn tới 12 mạng nhưng họ lại hơn đối phương 3.000 net worth. Bây giờ thì team PSG/LGD áp lực lên của họ phải chịu sẽ khá là nhiều. Khi mà trong một combat rồi OG họ ăn được combat, họ sẽ có lượng được tiền và Zeus hay là Legendary Arcane Receptor sớm. Cộng thêm với việc là con Nature Prophet kia đi đẩy lên liên tục thì từ từ đã nào. Ở dưới này thì tiếp tục có cái bắt vào vị trí của FY. FY ta bị giữ chân rồi và FY không sống được. Dominating dành cho Anna. Tôi nói gì rồi, em trai của tôi đánh rất hay các bạn. Không thể thở nổi đâu, tiếp tục đuổi theo X-Nova. Lock X-Nova lên, anh ta bị giữ chân. OG sẽ có thêm mạng, X-Nova chết tươi. Double kill dành cho Ana và mọi chuyện vẫn còn ở trước mắt các thành viên của OG. Quay trở lại với vấn đề, đấy chính là khi mà con Zeus nó lên được cho mình một Arcane Receptor sớm thì cái công cuộc đẩy lên nó sẽ rất là dễ dành cho bên phía team OG, vừa có Nature Prophet, vừa có Zeus với Nimbus, vừa có một con Ember Spirit. Trong khi đó thì các thành viên team PSG/LGD, việc dép của họ hay là cái tình huống mà clear grip nhanh phụ thuộc khá là nhiều vào Kunka cũng như là một con Bad Rider, là những hero rất quan trọng trong việc là đi đánh nhau. Cho nên là OG họ cũng sẽ khiến cho team PSG/LGD phải đánh khó khăn hơn rất nhiều trong cái tình huống combat tiếp theo, hay là những cái tình huống mà di chuyển tiếp theo của team LGD, họ phải tính toán rất kỹ. Smoke của LGD rồi, Bad Rider, anh ta sẽ lao lên, lasso vào đầu của một người có Aegis. Liệu đây có phải là một tình huống tính toán hay không? Mất cho mình kia Aegis, nhưng ở ngoài thì TB, Ember chết rồi, team bây giờ riêng, Ember Spirit, anh ta bị giữ chân, Ember! Đó là một bài điều rất hay, Echo Slam lòi rồi, OG! OG! Họ đang tiến lên! OG! 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 Unstoppable dành cho Anna! LGD, ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch, họ đang bị lần lượt hoàn toàn trong một trận đấu mà họ là những người dẫn trước. Không có bài, không hề có bài bách trên người của TB và cũng không còn Echo Slam nữa. Không liệu NoTail có trở thành player thành công nhất lịch sử của Dota 2 với 4 chiếc vô địch Major của Valve tổ chức và một chiếc Kian Aegis? Một lên dành cho bên phía team OG. Tôi không thể tin được, ở phút thứ 28 sau khi họ đã bị dẫn quá nhiều. OG, OG, OG baby. Thực sự thì đây là một trong những câu chuyện cổ tích TT lần này. Một team phải form lại team sau một cái sự ra đi đột ngột của hai thành viên. Họ đang có những player với kinh nghiệm không quá nhiều như Thompson. Một player đã nghỉ chơi thi đấu chuyên nghiệp một thời gian dài, chuyên nghiệp đỉnh cao một thời gian dài. Nhưng họ tiến đến tận trận chung kết tổng của TI, dẫn ứng cử viên số 1 trong ngôi vô địch 11.000 net worth. Thực sự không phải là thiên vị, nhưng OG họ chơi hay hơn. OG họ tận dụng cái tình huống mất sai lầm của team LGD rất tốt. Và có lẽ là sau những cái pha mà Echo Slam trượt hay là cái tình huống mà để thua combat tổng, thì bây giờ PSG/LGD họ đang bị tâm lý rồi. 30 phút trôi qua, LGD, LGD vẫn còn cơ hội. Họ mới chỉ mất một lên thôi. Lên game của Kunka có TB. Và các bạn fan của LGD đâu ạ? Các bạn fan của LGD đâu ạ? Ơ kìa, fan của LGD đâu? Từ nãy giờ toàn hô OG vậy.
cổ vũ các idol đi thì sao? Bằng AP lại bị giữ chân rồi. AP nhưng có BKB, Charlie sẽ ta lao vào. Anh ta sẽ kết hợp cùng với những người đồng đội của mình. Ember Spirit vẫn chưa chết. Ember Spirit vẫn chưa chết. AP anh ta hết BKB rồi. Và rất có thể Charlie sẽ phải nằm xuống. Global Silent được mở ra. Charlie sẽ anh ta đi đường nào đây? Anh ta có Blink Dagger maybe xuất hiện rồi. Zeus đã bị giữ chân. Zeus sẽ bị dồn đa vào. Nhưng Ana anh ta lại trói được. Tất nhiên Kunka lại. Kunka combo chính xác. Zeus sẽ chết nhưng AP Echo sẽ tung ra. Ana có Wicked Sick. Ana vẫn chưa chết. Ana vẫn chưa chết. Anh ta có Lincoln. Wicked Sick dành cho Ana chém rất đau. Double kill baby. Tiếp tục lao lên và Bad Rider anh ta cũng sẽ nằm xuống. Teamwide LGD. Teamwide cho OG. Câu chuyện cổ tích tại The International 2018. Tôi không còn cho mình một cái chất giọng như bình thường nữa rồi. Sau một đêm sống hết mình cùng với TE. Và có lẽ nếu như đây là một câu chuyện cổ tích thì chúng ta hãy dành lời khen cho NoTail. NoTail một trong những người đã giữ vững cái quan điểm của mình, không nản chí sau khi những người bạn thân dần dần bỏ cái team OG để ra đi. Bây giờ không có trong cái form của TB nữa thì các thành viên team PSG LGD họ sẽ rất khó nép trong cái tình huống này, và thậm chí là còn có người lên phía team OG. Echo Slam không còn, Echo Slam không còn. Đây sẽ là một lên nữa dành cho bên phía team OG chàng. Không, từ từ, họ vẫn đang cần thời gian. Cướp Tuyền, Chris, anh ta sẽ giết lỗi bạn, đó là X-Nova, anh ta đã chết rồi. Và các thành viên của bên phía team OG, họ sẽ có hai lên. Ở thời điểm phút thứ 31, buyback của Silencer không mang quá nhiều ý nghĩa trong cái buyback của X-Nova. Thực sự mà nói không mang quá nhiều ý nghĩa, anh ta có thể sẽ phải die back trong điều này nếu như các thành viên team OG họ lao vào. Nhưng thiết nghĩ là sắp sửa cooldown xong những cái skill quan trọng như là Echo Slam hay là một cái Global Silence, team OG sẽ lùi lại một chút. Như mình đã nói lúc đầu thì mình rất thích cái camper của Ana, bởi vì luôn luôn có những item thủ để có thể là ra vào combat hợp lý, không quá phụ thuộc vào đồng đội. Và đây rồi, với những cái Lincoln, với những cái Elok, thực sự là Ember Spirit của Ana đã làm cho chúng ta có những cái tình huống mà phải tròn mắt ngạc nhiên khi chỉ còn một chấm máu thôi anh ta sẽ chết. Nhưng có những cái gậy lốc, OG họ lật ngược combat và họ ăn những cái tình huống và tưởng như là không thể nào thắng nổi combat. 21.000 EQ chênh lệch sau 32 phút. Comeback quá mạnh mẽ. Liệu đây có phải là một sự sắp xếp của số phận không em? Còn khi mà NoTail, anh ta gần như tưởng như đã tuyệt vọng rồi. Nhưng mà cuối cùng anh ta lại có một cái chiến dịch TI quá thành công. Thực sự để mà nói thì bên phía team OG, họ vẫn giữ nguyên cái bản sắc của mình cho dù ai đi ai đến. Và họ đánh càng ngày càng hay á. Tức là ngay từ cái giai đoạn vòng bảng họ không thể hiện được quá nhiều. Sau đó vào đến tận trận gặp Storm, VCJ Storm, anh vẫn không tin vào việc là OG họ có thể đi sâu. Nhưng sau chiến thắng đó, không hiểu vì lý do làm sao đội game này họ đánh bay quá. Gặp tất cả những đối thủ sừng sỏ nhưng họ đạp tất cả xuống. Họ tiến đến trận chung kết với tâm thế của một kẻ cửa trên, Smoke của OG. Và OG sẽ di chuyển. Ana đang muốn lên cho mình Octarine Core. Ana đang có một rune DD ở trên người và cái rune DD này rất nguy hiểm khi mà được búp thêm cả Dam đến từ Magnus nữa. Một con Ember Spirit, một crit thôi thì một tình huống chém thôi thì hoàn toàn có thể lấy được mạng của Silencer. Có Silencer không phải là hero quá nhiều máu. LGD họ vẫn còn cơ hội. Điều họ cần làm là phải thực sự bình tĩnh. Họ là những player có kỹ năng cá nhân rất là cao và bên trong nên tóm được Big Daddy NoTail rồi. NoTail sẽ chết. NoTail anh ta chạy được nữa thì đúng là buồn cười. Fox Staff được hoàn thành ngay sau khi anh ta chết. Một tình huống cắm Sentry rất có chủ đích bên phía X-Nova. Anh ta biết được rằng là thời điểm này sẽ là thời điểm mà team OG họ ép cho PSG-LGD lúc nào cũng sẽ phải ở trong khu vực high ground nhà mình. Và sẽ có những tình huống cắm mắt rất sâu của Big Daddy NoTail. Cho nên là sẽ có những con Sentry được cắm ra và họ chỉ chờ khi mà NoTail di chuyển đến và cắm Watt thì họ sẽ lấy được những cái mạng lẻ bên phía team OG. Và chính những cái mạng lẻ này sẽ giải tỏa tâm lý cho PSG LGD. Phát hiện ra Smoke rồi. Đó là một tình huống mà Zeus anh ta giật Wrath của mình ra. Hai ông này lại còn đi vào khu vực có Nimbus đặt sẵn nữa. Cái con số dưới logo của team hình như là cái đội, là cái lượng fan ủng hộ chiến thắng đúng không? Đúng rồi, 36.000 người đang ủng hộ cho PSG LGD. Nhưng có vẻ như là 5.900 người vẫn là những người vui hơn đúng vui không? Hơn chứ không phải là PSG LGD họ đang
rất là hồi hộp. Tiếp tục chói với người của Maybe rồi. Liệu rằng Ember Spirit anh ta lại né được hết combo AP vào đầu của Maybe. Đẩy giá vòng Nimbus đã sử dụng Global Silence rồi. OG họ tạm thời lùi lại. Trong khi LGD họ muốn bắt được người của thanh niên Ana. AP mở PKP có đánh đá cơ Echo Slime tung ra. Ana tương đối cứng vẫn chưa chết. Tiếp tục quay ngược trở lại được rồi. Nam AP hết PKP đã phải bỏ chạy rồi. Stun được Jelras lao vào bên trong. Double kill dành cho Ana. Biến cốt lại. Maybe đã phải bỏ chạy. AP anh ta đã team thành công. Bên phía team OG họ đang lên và họ có thể sẽ có cho mình được một chiến thắng trong game đấu này chẳng? Không được. Trượt rồi. Wow. Không có buyback bên phía của hai support nhưng rồi, cho cổ được. Giữ chân được Kunka lại. Zeus đã buyback rồi. Đầy đủ các thành viên của bên phía team OG. 3 đánh 5. LGD họ liều còn cô hay không? BKB trên người của thanh niên TB không còn. Anh ta liên tục bị cãi từ người có bắt. Chém chói được rồi. TB vẫn đang bị số đạp. Zeus rất đau. Ana đang lao vào bên trong. Ana, Ana. Dominating dành cho fucking man. TB không có form. Ana tiếp tục lao vào để chém bên phía team LGD. Họ đã phải bài bách ra. Đây là cơ cuối cùng của họ. Oh, yeah. Shit. Batrider chết rồi. Batrider đã chết vào bên phía team LGD. Liệu họ có thể có được cho mình một chiến thắng hay không? Maybe cũng bị giữ chân. OG! OG! Maybe chết ở đây rồi, anh ta không có buyback và AM bất BKB lên nhưng không gây được quá nhiều lượng sát thương cho combat. Nhưng bây giờ thì OG họ hết mana rồi, có lẽ họ sẽ phải lùi lại một chút. Mặc dù là hai thành viên về nhưng không có buyback. OG đang rất muốn nâng HS, họ go throne, họ sẽ là silencer. Và đây sẽ là chức vô địch The International 2018 dành cho OG, 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 OG. Vâng, ngoài OG ra thì rất mong tất cả các bạn hãy dành một tràng pháo tay cho Duki và 307 với hai game đầu với game đầu cuối cùng quá tuyệt vời ạ. Chuyển màn cho anh em ơi. OG vô địch rồi. Xem tuyết anh em ơi. Xem tuyết trao giải, trao giải, trao giải. Vâng, và hiện tại thì bọn mình vẫn còn 5 bát chuột MSI trong quá trình thời gian nghỉ. Không biết là đội ngũ anh em media bật chuyển cho mình về kênh Twitch chính được không ạ? Cho các anh em xem lễ trao giải của TI năm nay. Lên full hết luôn media ơi. Ana, Thompson, Seb, Jerex, No Tail. Now the five that are the champions. The Phoenix! The Phoenix from the ashes! They rise again and again and again! From the ashes!
Open qualifiers, your champions. OG, the Aegis is yours. The Aegis is yours. Get your ass over that 1 second. You're a TI champion, No Tail. I guess it's real. It's fucking real. Breathe it in. Take your time. Hundreds of thousands of people here. I feel so blessed. Thompson, $3,000 in your pocket. You come to TI. Vâng, đây là một trong giải đấu đầu tiên, một trong tournament đầu tiên mà Thompson anh ta tham dự và đã là nhà vô địch thế giới. I wish we could keep going, but go get the Aegis. It's yours. Rogers Arena. Chúng ta muốn có những hình ảnh rất đẹp của năm nay ạ. Một năm nữa chúng ta mới lại có tại Thượng Hải ạ. Thực sự là chia sẻ với cả tất cả anh em là ít khi chúng ta được chứng kiến một đội team nào lên ngôi vô địch TI, còn cảm xúc của họ nó lại rất ngây đến như thế này. Quá nhiều nước mắt. OG vẫn đang là đội team mạnh nhất của Dota 2 chuyên nghiệp. Những câu chuyện về họ thì sẽ còn mãi với những fan trung thành của Dota 2 và cả sự thất bại của PSG LGD cũng vậy. Liệu rằng PSG LGD họ còn có thể gượng dậy được sau hai cú ngã đầy đau đớn ở năm 2018 và năm 2019 hay không? Hãy cho mình biết bằng cách comment xuống bên dưới nhé. Ngoài ra nếu bạn thấy series này hay, hãy để lại một like và một share cho những người khác cùng biết nhé. Và đừng quên rằng hãy bấm nút chuông cũng như nút sub để có thể nhận được những thông báo mới nhất của nhà 23 nha. Xin chào và hẹn gặp lại.